Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn thực hiện món bánh mì chảo, và ở món này có những cái điều mà các bạn cần lưu ý. Đấy chính là cái phần nước sốt cà chua ấy ạ. Đối với cả các bạn mà làm ở nhà hàng thì các bạn có thể là làm nhiều, sau đấy thì để kíp đông trong tủ lạnh, thì các bạn có thể giữ được khoảng độ từ 7 ngày đến 10 ngày hoặc có thể là 12 ngày. Nhưng mà các bạn chú ý là cũng không nên để quá lâu so với cả cái thời gian đấy. Và tiếp theo nữa đấy chính là cái phần pate, thì các bạn nên để ở nhiệt độ thường cho pate nó nguội, chứ đừng để trong tủ lạnh. Sau đấy thì mang pate để vào trong cái chảo gang, cái bản gang của mình rồi bê ra cho khách luôn. Vì như thế thì phần pate ở bên ngoài nó nóng nhưng ở bên trong thì nó vẫn còn có hơi lạnh. Về phần topping thì các bạn có thể tùy ý thay đổi topping theo yêu cầu của nhà hàng cũng như là yêu cầu của khách hàng. Các bạn có thể là làm phong phú hơn thực đơn của mình. Các bạn thêm ví dụ như là thêm phần xúc xích, như ở phần hướng dẫn của mình thì mình có cho nửa cái xúc xích thôi. Như nhà hàng của bạn thì có thể là cho một cái xúc xích này, hay thậm chí là thêm khoai tây chiên hoặc là thêm lạp sườn, thêm cả bơ nữa. Chúc các bạn thực hiện thành công món ăn này.